hôm nay mình đi thả trấm lươn nhé. Giờ quay clip cho anh em coi mình thả trấm ở quê Quảng Nam đây. Bông ong thành quả cũng bông ong, ống này ống 49. Thích ống bông gà luôn. To nhất mà hay là ngay một ống là vô được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con luôn. Cũng không tầm 1,5 ký vào 1,5 ký 2 ký lương nữa. Con này đặt ra ghê, còn mình cũng tầm 3 là cứ đúng lại. Tổng với lại thôi. Đây đang rảnh đặt trấm lươn quay cho anh em coi, đặt có vài trấm nè. Đây biến đồ mồi nhé. Rồi, tay nha. Ta phải máy. Ôi, này. Phòng của mình. Thôi, tay ướt bắt không tắt được.